Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cả nhà tô màu bức tranh một cái cốc bên trong có những bông hoa này. Hãy cùng bắt tay vào tô của mình nhé. Trước tiên là những chiếc lá này, thì mình sẽ dùng màu xanh. Hoa này thì mình sẽ dùng màu vàng trước nhỉ. Cốc này mình tô màu xanh. Vậy là chúng mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đây. Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nha. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nha. Các bạn có đang quan tâm những chủ đề nào thì hãy comment ở phía dưới. Mình sẽ sưu tầm và hướng dẫn các bạn tô tiếp nhé. Bye bye.